Hello, xin chào quý anh chị các bạn. Mình là được tư vấn món hàng của Mitsubishi Loan. Hôm nay đứng kế mình được đây là một chiếc Outlander bản tiêu chuẩn 2023 nha mọi người. Nó có đặc biệt những gì mà khi đây là được đang chuẩn bị bàn giao xế yêu về Châu Thành Bến Tre cho anh chị. Thương một cái là anh chị Bến Tre lên chưa thấy xe, nhưng mà rất là tin tưởng đã chọn một dòng xe rất là sang trọng. Hiện tại chiếc Outlander bản tiêu chuẩn này nó có giá niêm yết là 825 triệu, và so bản rì minimum là giá niêm yết 950 triệu. Và khi tư vấn hết tất cả, anh chị đã đồng ý chốt chiếc bản tiêu chuẩn này. Nó có những đặc điểm gì hay là những cái nào mà ai ai cũng rất là ưng ý, xin mời mọi người theo được để tìm hiểu nhé. Giờ đây, trước tiên sẵn dịp đây thì được sẽ giới thiệu sơ toàn diện về xe, sẵn giúp cho anh chị mình mới tìm hiểu thêm và giúp cho anh chị chuẩn bị nhận xe thêm những cái tính năng để mà mình tìm hiểu và biết nó có ưu điểm như thế nào nhé. Trước tiên mời mọi người, đây là hệ thống đèn đèn halogen dạng bi cầu nha mọi người. Đây đèn gầm đèn halogen luôn. Đây có viền macaron rất là bắt mắt nha mọi người. Đây là phần cản trước nền đen nha, rất là đẹp, và tiết ba viên kim cương. Còn đây tích hợp camera trước, camera 360 luôn nha mọi người. Đó, bản tiêu chuẩn nó rất là đầy đủ luôn, và bên đây cũng vậy nha. Đó, hệ thống đèn bi cầu rất là đẹp. Đặc biệt cái đèn gầm, đèn halogen thì giúp chúng ta đi vào những đường mà có sương, nó là giúp phá sương rất là hay nha mọi người. Đây là la răng của bản tiêu chuẩn và bản rì giống nhau nha mọi người. Đa cháu rất là đẹp. Giờ đây là gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan nha. Đó, đây tích hợp cam 360 bên hông đầy đủ. Rồi tiếp theo ở đây có cảm biến đèn và cảm biến gạt mưa, đó giúp chúng ta đi đường trời mưa lâm râm hay là mưa lớn sẽ giúp cảm biến tự động luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là bên hông ghế phụ ha. Đây là chất liệu da lộn nha mọi người, ngồi rất là êm. Ghế bên phụ là được chỉnh điện 8 hướng luôn, lên xuống, đó lên xuống luôn nha mọi người. Đó, gập ngã luôn, chỉnh điện cả ghế tài và ghế phụ. Đó, mọi người thấy rất là thích hợp chưa? Đây tấp bi da hết nha mọi người, êm mềm mại. Còn đây là khoang hành khách nha, đây tấp bi da luôn, kính lên xuống luôn. Đây hệ thống ghế ghế phụ, đó chúng ta thể điều chỉnh lên xuống thích hợp cho chúng ta đi gia đình 7 người hoặc 5 người luôn nha mọi người. Đầy đủ. Rồi tiếp theo là phần đua xe. Đua xe được trang bị là 4 cảm biến sau luôn nha mọi người, và camera sau tích hợp cam 360 như nãy được đã giới thiệu. Đặc biệt giữa bản tiêu chuẩn và bản rì, bản này là mở cốp bằng nút bấm. Đó, mở cốp nút bấm nha. Đây là hàng ghế ba tích hợp để cốc nước luôn nha mọi người. Còn đây là bộ quà tặng, đó là nơi để con đội ha, để chúng ta thích hợp thay lớp dự phòng. Đây là bao da tay lái, sổ da, áo trùng xe, bình chữa cháy, dầu thơm, đó là nguyên bộ thay lớp dự phòng. Đặc biệt giữa cái bản tiêu chuẩn và bản rì, bản tiêu chuẩn này mở cốp bằng tay cơ, còn cấp rì là cấp điện nha mọi người. Cấp rì là cấp điện.
Rồi đặc biệt hơn, khi tư vấn thêm cho gia đình thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Outlander bản tiêu chuẩn này chỉ có 6,89 lít trên 100 km nha mọi người. Rất là tiết kiệm luôn. Rồi, tham quan sơ thêm một dòng khoang phụ nha. Đó, hệ thống dẫn lạnh nó được tích hợp luôn. Đầy đủ. Có cổng sạc luôn. Cổng sạc phía sau luôn nha mọi người. Đó, rất là thích hợp. Rồi tiếp theo đây, sẵn đây được xin giới thiệu luôn, đây là khi chúng ta vào có hai cách phá, bằng phá cơ vẫn được hoặc là nút bấm thông minh đó, đó ta mở cửa nha mọi người. Đó, khi vào các nút điều chỉnh thông minh được tích hợp trên bên bác tài tay ấy bác tài nha, gồm chỉnh kiến, tất cả cảnh báo va chạm, cảnh báo cân bằng điện tử. Rồi đây có hệ thống là điều chỉnh đèn, khi chúng ta vào những khúc đường tối gì đó chúng ta có thể chỉnh lên xuống bằng con số này để giúp cho xe đối diện không bị chó nha mọi người. Rồi tiếp theo mời mọi người tìm hiểu thêm một số tính năng về xe nhé. Đây là trên vô lăng được tích hợp nút đàm thoại gắn tay, túi khí, rồi lưu control, tất cả trên đây. Và đây mọi người có phần lẩy tay, khi chúng ta muốn sang số về để mà vượt xe đó, đây lẩy trừ, đây lẩy cộng đó, thay vì chúng ta phải dùng cần số chúng ta kéo về L để mà leo dốc nha. Đó, giờ tiếp theo đây, bên cần bên tay trái có được có nút auto bật tắt đèn, đó là khi chúng ta đi vào những cung đường tối chưa đủ độ sáng là đèn ở chế độ này sẽ tự động bật nha mọi người. Và bên đây có một chế độ auto gạt mưa, đó là khi trời mưa lâm râm nó sẽ ướt trên đây là sẽ giúp bật gạt mưa tự động liền nha mọi người. Đó, đây là màn hình. Rồi tiếp theo mọi người, đây là màn hình của xe được tích hợp Apple CarPlay và Android Auto nhé, giúp chúng ta xem bản đồ trực tiếp trên từ điện thoại lên luôn nha. Đây hệ thống điều hòa được chỉnh bằng núm nha mọi người. Đó, đây có phần tẩu thuốc luôn, rất là tích hợp. Rồi đây có hai cổng sạc cho mình nha, hai cổng sạc. Rồi đây là phanh tay điện tử giúp chúng ta là rất là dễ dàng sử dụng, không có bị vướng phanh tay cơ nhé. Đây phanh tay điện tử kết hợp auto hold, đây là bệ tùy tay luôn đó, giúp cho bác tài ngồi êm ái và dễ lái đỡ mỏi tay nhé. Rồi đây trên gương chống chó luôn nha mọi người. Rồi nãy giờ được đã sơ lược sơ về chiếc Outlander bản tiêu chuẩn đó, rất là hợp lý và rất đầy đủ tính năng, thì không còn gì hơn nữa. Thì dịp đây thì cũng trên clip thì được cũng xin chúc anh chị anh Đức đó là nhận xe được Hồng Phát và luôn luôn ủng hộ Mitsubishi, và mọi người có nhu cầu tham gia lái thử trải nghiệm xe tại nhà cùng gia đình thì cứ alo cho được Mitsubishi Long An, số điện thoại 0832 208 208. Được xin chân thành cảm ơn.